Em à, hello, xin chào tất cả các bác đã trở lại với mà anh em tôi không đi rừng, không lên núi, đi xem cá, con cá là đây. Ôi trời, ba, thật là kinh khủng quá đi. Đẹp nhỉ, đẹp nhỉ, chú nhỉ. Cá này người ta bảo là nhiều con, cả mấy triệu, cả mấy chục triệu một con đấy các bạn. Không phải đơn giản đâu. Này, tôi cho tay xuống này. Ủa, có cá vàng đẹp chưa kìa. Quá tuyệt vời luôn. Không, cá vàng nó wow. Em thích cá này quá. Phê nhỉ. Hay là mình thực hiện cái thử thách mình xuống mình tắm cùng cá chẳng? Thôi. Trời ơi, con cá vàng có bao ơi. Cá vàng luôn này. Hồi nãy em sờ thích nhỉ. Ơi, em vừa sờ được rồi. Su thích không Su? Thích. Quá thích luôn. Mai bảo bố em mua một con nha. Sợ nó cắn. Wow, hai con vịt đấy đẹp quá đây. Wow, trời ơi, quá là tuyệt vời, có đi các bác nhìn quan sát cá với tôi nha. Ôi trời ơi, đấy con cá kia màu nó là thật là lạ quá đi. Ừ thì từ từ mình quan sát ở đây rồi mình đưa cho khán giả đi khắp nơi quan sát đi. Hiện tại tôi đang ở đây là chùa Vạn Đức ở đường Tô Ngọc Vân nha các bác nhá. Đẹp quá. Trời ơi, nó nhiều. Nó rờ nó được này các bác ạ. Ôi trời, nó này nó. Ấy chứ. Ấy. Nó này cắn tay tôi này. Đấy. Ấy. Sướng sướng các bạn. Nó cảm giác như kiểu nó có cái con gì nó hút vào tay ấy. Ấy chứ. Ấy chứ. Ấy chứ. Con to to này. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, tuyệt vời thật. Từ bé giờ tôi mới được trải nghiệm mà được cho tay bắt cá mà được cá nó đến ăn tay như thế này đấy. Mà cá đây phải nói là đẹp. Chắc nó phải khoảng mấy trăm con đấy các bạn. Mà toàn cá to không. Mà nó không sợ người đâu nhá. Mình lại nó lại chơi cùng đây này. Này, con này nó giống cá này là cái gì thì chắc tôi cũng không biết đâu. Vì tôi thì làm video về thuốc và sinh tồn thôi, còn hôm nay đi dẫn Su xuống đi chơi để gặp cái này. Đi chơi. Su xuống đang nghịch đấy. Em bỏ tay một chỗ là nó tự nảy gặp mà. Đấy, bỏ đi, bỏ xuống đi. Không. Không đau đâu. Em làm cái thử thách này đi. Sợ gì? Sợ nó gặp. Sợ gì đâu, thử đi. Này, nhìn anh đây này. Đây. Ai đây đấy, thử không? Em thử đi, thử đi. Phê. Nó cười thôi em không. Để em thử đi, em thử cho tay xuống cho nó lại nó sờ em tay em đi. Ôi em qua bên hồ kia em chơi rồi. Wow, sướng quá nhỉ. Tiếp tục kêu. Sướng thật, con gái mà được đưa tay mà được người ta mút tay như thế này con gái chắc thích lắm á. Tại vì cái cảm giác như kiểu được cưng cưng đấy các bác. Thích thật. Phê vãi cả phê. Bây giờ tôi kiếm một con cá nào đặc biệt, nó thật là đẹp, tôi quay cho bác xem nhé. Wow. Hổ cá thật là đã quá đi. Đây, để tôi tìm con này. À đây, con này. Này các bác, ôi trời con này. Con này, đây tôi rờ cho bác xem. Wow, nó sướng. Trời ơi, ôi à, ghê thật. Ôi trời, con này. Phải nói là tuyệt vời quá đi. Phê quá à. Su vừa chạy sang bên kia cũng có một hồ bên kia. Su chạy về Su à, bên kia có không? Có. Cũng có một đàn cá vàng vậy hả? Không có cá vàng, có cá đỏ thôi. Cái đỏ này. Wow. Chị luôn bị nói. Đây, bây giờ hai đứa mình bỏ tay xem ai được bỏ lâu hơn nào, thử thách này. Đây là thử thách nha, phải chơi thật nha. Rồi, hỡi mà ai nhắc lên là người đấy thua mất hai ly trà sữa nha. Ờ, mình chưa bị gì. Em không được dãy, em phải để nguyên một chỗ. Hỡi mà chơi. Dãy dãy là bị thua. Để nguyên như thế. Nó ăn tay em là sao? Không. Vậy đấy là thử thách chứ. Lý do là của anh đó nha. Không biết, đấy là thử thách. Này. Chưa. Bỏ hẳn xuống, chơi gì chơi kỳ quá, thử thách mà. Thôi rồi, thua hai ly trà sữa, không biết. Anh lấy 20 ngàn của em luôn. Cá ơi, sao cá đẹp thế? Kệ nó đẹp lung linh từ trước tới giờ rồi. Su hát bài gì đấy? Bài gì em hay hát đây? Độ ta không độ người đi để cho độ cá nghe. Độ ta không độ nàng. Nè, độ ta không độ nàng nha. Bắt đầu hát nha. Vịnh hồ xem kia cao quá, mai mai không được tới nhà. Vần rồng tơ tư vì ai? Tiên cá. Gì? Tiên cá. Tiên cá. Quá thật cô này, cô đang em, ấy. Em chế ra đây. Vậy mà anh dẫn em đi chơi vịt, chắc em bảo tiếng vịt quá. Ừ. Đúng rồi.
nào hát lại, hát lại, hát lại nào. Hoàn hồ chi mắc cười. Mắc cười quá. Hoàn hồ chi không muốn hát lại, không dám hát. Hát lại đi. Em chuẩn mặt cá rồi. Nào, Phật ở trên kia cao quá nào. Hai, anh sẽ xem em ngoài à. Một hồi em lại lo tiếng cá đấy nhỉ. Vãi. Các bạn thấy đẹp không? Nó là siêu đẹp. Đây nó có đục. Nào thử thách lại nào, bắt đầu rồi chơi lại cho em gỡ. Là hai đi giờ sữa tiếp. Không. Đấy, tôi đang để tay về cho các bạn. Hai đi giờ sữa không chơi à? Về một tuần ăn kem miễn phí. Các bác ơi. Phải nói là nó nhiều, nó to, có con nó khoảng độ 2 kg 3 kg đây này, con dưới này. Rồi mà muốn tuyệt vời luôn. Tôi đã xem trên mạng rất là nhiều rồi, nhưng mà ngày hôm nay đúng là thực sự được trải nghiệm mà được cho tay cho cá nó đến nó massage đó. Nếu mà bây giờ mà mình được mình cởi quần áo ra mà con đùi thôi thì xuống đây cho cá nó lại nó rỉa chân rỉa tay rỉa người sướng lắm ấy. Xua cho tay xuống đi. Không chơi xu xuống xu xuống ơi. Yeah. Cho tay xuống cho cá bắt đây ăn đi. Chú xuống đang ngồi chọc cá các bác. Trêu nó. Mấy cây thải nó rỉa nó chét chét chét. Cá này đẹp tuyệt vời các bác nhỉ. Hồi từ nãy giờ mình khen nó cũng như là nói ngân hàng lắm tiền mà. Quá là đẹp mà. Tôi với chú xuống nãy giờ ở đây đến cả 10 phút rồi. Mà thật sự không muốn đi đâu hết ạ, chỉ muốn là để tay về này. Cho cá nó rỉa đây cái tay tôi này các bác. Nó rỉa, nó rỉa xuống. Su có dám cho tay xuống đâu mà. Ừ. Su sợ mà. Nhưng mà hình như Su nó cái tính cách của nó như là các con trẻ con ngây thơ nó hiền ấy, cá nó tập trung hết vào đấy các bạn. Đó. Thấy không? Bên tôi thì cũng có mà ít hơn. Bệt quá à. Thôi đi chỗ khác đi chơi. Quá đẹp các bạn. Cá này hình như là thường xuyên là người đến để chơi cùng á, nên nó không có sợ người. Cảm giác nó bình thường ấy. Đó. Quá tuyệt vời các bạn. Nhìn thì có vẻ giống cá chép, cái chép mình ấy, nhưng mà lại có con không giống đây như con này này. Có con nó dài dài đây. Đây là giống một cái chép này. Mọi người thấy dài như cái chấm. Đó. Chấm cái trôi. Ăn đi, ăn thử đây, đây thì chắc là cái chép. À không phải. Con này. Wow. To. Nó đang định hớ tay em lên vô bịt nó. Con này các bác. Quá tuyệt vời này. Đấy. Quá à. À, Su đang chửi bên cái kìa. Mày hớp đi. Ôi, không có chửi nó nha, chửi nó nên mở ra như đây. Đây các bác. Wow, trời ơi, tôi bắt được con rồi. Bắt đi. Hả? Đây. Còn bây giờ tôi sẽ quay cho mọi người xem ở đây. Đó. Trên đó hai bên là khủng long vịt. Đó. Và trên kia có một cái thác nước kìa, bên kia kìa. Đây là một cái rừng trúc. Su đang rủ sang kia thác nước đi. Mình đi sang kia xem thác nước đi. Mình đi sang kia xem thác nước nhé. Chào tạm biệt các chú cá nha. Trời nó thích lắm. Wow. Đây các bạn. Ai dạ. Cá nó tập trung hết bên kia các bạn. Đó, bên này chỉ có cá con rồi. Và đấy là ít rồi. Đây có cá con kìa. Đây này. Xong đấy các bạn. Cá con đẹp quá. Ô đẹp quá nhỉ. Bên này chỉ có vài con thôi. Bên kia đóng bên kia nè. Thác nước này. Dạ nhưng mà em ngồi đây em tắm thì thôi rồi. Ừ nhầy. Su đang bảo chứ bây giờ giá mà được vào đây ngồi tắm ấy. Thích thật đấy. Giá sẵn khoái phải vô mút lắm ấy. Bên cá em đớp em trèo lên kia em ngồi. Hả? Mấy em cá em đớp em trèo lên kia em ngồi. Dạ. Xong rồi em đi suốt dòng hay. Thôi mình đi sang bên kia tiếp đi. Ở đây. Ok. Ở bên này mà. Này mà. Không có gì nữa hả?
À đây đây đây.